hướng dẫn cắt kiểu woodcut. Tầng trên chúng ta sẽ cắt kỹ thuật C cầu lồi, dưới cắt C cầu lõm, cánh én, kỹ thuật C. Đầu tiên xác định độ dài, bấm đường bằng. Sau đó chúng ta để lại khuôn viền chia hình tam giác, trải thẳng ra 90 độ, cắt đường chia xéo, cắt đường xiên xéo hai bên tương tự, để lại khuôn viền trải thẳng 90 độ dọc và cắt đường xiên xéo. Phần gáy này sẽ là hình khối tam giác. Sau khi cắt xong lớp dưới, chúng ta cắt lớp trên, trải thẳng xuống, bấm đường bằng. Xác định độ đuổi 46, bấm làm điểm chuẩn. Chia dọc, cắt góc độ thấp dần đều, liên kết với lớp thứ nhất 135, 120 và kết thúc ở 90 độ. Sau khi cắt xong, chúng ta sẽ chia đôi điểm chuẩn ra, chia hình mũi cam, trải từ 1 về 2, cắt tương tự 135, 120 và kết thúc ở 90 độ. Hai bên các bạn làm tương tự. Lớp 2 sẽ liên kết với lớp 1. Hình khối tròn, kỹ thuật C cầu lồi. Mặt sau chúng ta sẽ cắt đường rích rắc để cho nó tự nhiên nhé. Cắt xong mặt sau, chúng ta sẽ lấy viền ở đằng trước, xác định độ dài, bấm theo đường sau. Sau đó chia hình xiên xéo, trải lên 135 độ, bấm đường.